Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Fastcare. Hôm nay thì mình vừa mới mượn được cái con Xiaomi 11T nha các bạn. Và hiện tại thì trên tay mình đây chính là cái phiên bản cấu hình bình thường thôi, tức là phiên bản cấu hình Dimensity 1200, chứ không phải phiên bản Xiaomi 11T Pro đâu. Tuy nhiên thì đối với mình, phiên bản này lại đáng mua hơn so với cái phiên bản cao cấp kia. Và cùng bắt đầu video để có thể tìm hiểu được phiên bản này liệu đáng tiền ở điểm nào nhá. Cùng bắt đầu thôi. Và trước khi bắt đầu video thì mình sẽ nói thêm qua về mức giá đi. Hiện tại mức giá của con Xiaomi 11T hiện tại nó đang rất là bình ổn luôn. Thậm chí là anh em có thể lên được Lazada hoặc là Shopee, anh em chọn cho mình cái phiên sàn thương mại điện tử ấy, anh có thể mua được cho mình với mức giá khá là ổn. Hôm trước thì mình cũng có mượn được các anh em bên Xiaomi, thì mình có trải nghiệm thử 1-2 ngày rồi. Và hôm sau thì mình sẽ nói thêm về cái phần camera và đánh giá chi tiết sau cho anh em nhé. Hôm nay thì mình sẽ nói thêm qua về cái trải nghiệm ban đầu thôi. Rồi, và đầu tiên đó chính là về phần màn hình. Xiaomi 11T thì thực sự là đem lại cho mình một cảm giác, thực sự là Xiaomi hiện tại hoặc là những cái con máy tầm trung ấy, hiện tại nó đã làm màn hình khá là tốt rồi. Ngày xưa ấy thì mình cũng khá là đắn đo suy nghĩ khi mà sử dụng những cái con máy tầm trung như này, thì độ nét không được cao này, độ sáng không được tốt, khi mà ra ngoài trời các bạn sẽ không nhìn được những cái chữ rõ ràng đâu. Tuy nhiên thì đối với Xiaomi 11T hiện tại thì mình khi mà cầm vào và trải nghiệm ở ngoài trời, mình đi xe máy hoặc là mình đi bất kỳ một phương tiện nào công cộng chẳng hạn, và mình vừa mới bước xuống xe thì cái ánh nắng mặt trời nó khá là gắt các bạn, thì khi mà nhìn vào cái xe máy của chúng ta, chữ và hình ảnh nó hiện lên khá là rõ nét. Chúng ta không cần thiết phải sử dụng những cái con máy mà phải cao cấp nữa. Như vậy thì những cái con máy tầm trung hiện tại nó đã khá là ngon rồi. Các bạn có thể bỏ yên tâm bỏ tiền ra, có thể mua được những cái máy tầm trung của Xiaomi hoặc bất kỳ một hãng nào khác mà có cái chất lượng tấm nền tương tự như này nhá. Rồi, và sở dĩ mà cái chiếc máy của chúng ta có thể được nhìn rõ nét như vậy, đó chính là con máy này đang được trang bị một cái tấm nền AMOLED với độ phân giải là Full HD Plus, và cái kích thước của nó là 6,67 inch với tần số quét là 120Hz. Cái tần số quét này thì các bạn đã có thể thấy được rằng là hầu hết khi mà chúng ta đang sử dụng một cái màn hình tấm nền là 60Hz, khi mà chuyển qua 120Hz thì thực sự nó rất là mượt. Mình cũng đang sử dụng con S15G này là máy chính, và thực sự thì khi mà chúng ta đang quen sử dụng 60Hz rồi, chúng ta chuyển lên 120Hz thì dường như là chúng ta sẽ không thể quay lại 60Hz được nữa. Tuy nhiên thì do là tính chất công việc hoặc là do là mình đã quá quen so với Samsung rồi nên mình không thể chuyển qua được những cái dòng máy tầm trung nữa. Tuy nhiên thì đối với những cái người dùng thông thường, nếu các bạn nào mà muốn nâng cấp cho mình một cái trải nghiệm thực tế khi mà sử dụng hàng ngày, lướt TikTok này, lướt Facebook, thì các bạn hãy chọn cho mình những cái con có màn hình tần số quét cao nhá. Nhất là cái con mà Xiaomi 11T này có màn hình tần số quét 120Hz. Khi mà các bạn lướt chữ hoặc là lướt hình ảnh trên cái chiếc máy này hoặc là bất kỳ một chiếc máy nào đang chạy màn hình tần số quét cao, thì các bạn sẽ thấy được rằng là chúng ta, mắt của chúng ta sẽ dần làm quen với cái tần số quét cao này, và chúng ta sẽ không thể chuyển lại được 60Hz đâu. Và có một cái điều hay nữa trên cái màn hình của cái con Xiaomi 11T này, đó chính là về màn hình khi mà ra ngoài trời ấy, thì mình đọc ở đây thông số lên đến 1000 nit. Đây cũng chính là lý do tại sao khi mà mình sử dụng ở ngoài trời thì nó cũng sẽ khiến cho mình cảm giác ổn hơn và rất là ok khi mà mình có công việc đi ra ngoài, thì chúng ta có thể yên tâm sử dụng mà không cần phải che ở phía trên như này. Nhiều khi ấy, khi mà mình sử dụng những cái con mà màn hình mà bị tối ấy, thì mình toàn phải che kiểu như này thôi. Không biết là anh em có như thế này không thì đừng quên comment ở phần phía dưới nhá. Và tiếp theo luôn nào, đó chính là về phần camera. Camera thì trên Xiaomi 11T hiện tại thì mình cũng đánh giá của nó khá rồi nha các bạn. Tại vì hôm qua mình cũng có đi xem phim và cũng có chụp lại một vài bức ảnh, cũng có so sánh một vài bức ảnh rồi với các anh em, thì thậm chí là cái phiên bản Xiaomi 11T Pro, cái chất lượng ảnh trên cái con Mi 11T Pro đấy với cái con Xiaomi 11T này thì mình cảm thấy được rằng chất lượng ảnh của nó cũng chỉ mức trung bình thôi. Đây là mình đánh giá theo cá nhân của mình luôn nhá. Thì khi mà chụp ra thì khi mà zoom lên những cái phần mà chữ ấy, thì các bạn có thể thấy được rằng là nó sẽ hơi bị bệt và không được tách biệt rõ ràng. Cái điều này thì chúng ta có thể chấp nhận được thôi. Tuy nhiên thì cái bài đánh giá liên quan camera thì hôm sau mình sẽ đưa cho các bạn sau nhé. Mình chỉ đánh giá cảm quan nhanh ban đầu thôi. Có nghĩa là cái camera con này nó sẽ bị cắt giảm đi khá để đưa vào màn hình này, để đưa vào cái phần cấu hình của chúng ta. Rồi, và về phần cấu hình của nó thì với camera chính là 108MP. Nhìn chung thì cái công nghệ này sẽ là công nghệ gộp điện ảnh, nên chúng ta sẽ không có quan tâm quá nhiều về phần số chấm đâu. Và cũng như là khi mà chúng ta quay video 4K thì chúng ta cũng chỉ quay được là 30 frame thôi nhá. Mình sẽ mở lên đây để các bạn có thể theo dõi này. Khi mà chúng ta quay ấy, thì cũng chỉ quay được 4K với 30 khung hình trên một giây thôi. Ngoài camera chính với 108MP ra khá là ổn, thì với camera phụ 8 chấm góc siêu rộng và camera macro 5 chấm thì mình sẽ đánh giá nó ở mức tầm trung thôi nha các bạn, rất là dưới trung bình thôi. Và cái mức camera này khi mà chúng ta chụp với camera góc siêu rộng ấy, thì các bạn có thể thấy được rằng là hình ảnh chúng ta khá là bết. Với camera góc siêu rộng thì mình khuyên các bạn nên chụp những cái điều kiện đầy đủ sáng hoặc là những cái bức ảnh phong cảnh
mà chúng ta có một cái giải sáng nó rộng thì chúng ta mới có thể chụp được thôi. Chứ còn về phần camera mà chụp trong nhà thì các bạn sẽ thấy là nó khá là bệt nhá. Nói thêm về camera nào thì thực sự với camera này chúng ta chỉ có thể quay được video 4K ở 30 khung hình trên một giây thôi, chứ không thể quay được video 4K ở 60 frame nhá. Nên các bạn có thể tham khảo, các bạn có thể đắn đo suy nghĩ thêm. Tại vì khi mà chúng ta quay những cái thước phim vlog hoặc là những cái thước phim khác mà chúng ta cần thì nhiều khi các bạn sẽ chọn là 4K 60 frame thì các bạn mới chọn mua máy đó. Cái này cũng là một cái nhu cầu cơ bản của cá nhân thôi, tùy cá nhân thôi. Và với nếu mà các bạn nào mà không sử dụng 4K thì chúng ta có thể chuyển qua là Full HD và cũng được 60 khung hình trên một giây. Nhìn chung thì cái này là camera của Xiaomi 11T hiện tại đã bị cắt giảm đi khá khá rồi để nó có thể đắp vào cấu hình cũng như màn hình. Tiếp theo nữa nào, đó chính là về cấu hình. Cấu hình thì trên cái con Xiaomi 11T này hiện tại thì với con chip Dimensity 1200 mình đang chiến game Genshin Impact thì chơi chừng khoảng từ dưới 10 phút ấy thì các bạn sẽ không cảm nhận thấy độ nóng đâu. Tuy nhiên thì khi mà chơi lâu hơn thì mình khuyên các bạn là nên lắp thêm quạt tản nhiệt nhé. Bất kỳ con máy nào, điện thoại nào trên thị trường hiện nay cũng phải lắp thêm quạt tản nhiệt để có thể chiến game Genshin Impact từ 10 phút đổ lên thôi, nên các bạn có thể yên tâm. Nhìn chung thì Dimensity 1200 các bạn có thể hoàn toàn chiến game yên tâm nhé. Mình sẽ chơi game ở một clip sau, chi tiết cho anh em sau. Tuy nhiên thì mình sẽ demo cho anh em trước để xem là chơi game trên cái con Xiaomi 11T như này liệu nó có mượt hay không nhá. Rồi, và có một cái điều nữa mà mình muốn lưu cho các bạn, đó chính là với việc trang bị con chip Dimensity 1200 thì hoàn toàn sắp tới chúng ta có thể sử dụng 5G ở Việt Nam được. Nên các bạn nào mà đang muốn bắt kịp tương lai thì chúng ta có thể sử dụng những trước những cái con điện thoại như này có thể có trang bị 5G để sau này chúng ta không cần phải đổi máy, không cần phải nâng cấp đời lên đời. Thì vì việc sử dụng 5G thì hiện tại mình cũng cảm thấy được rằng là chắc phải mất khoảng từ 1 đến 2 năm nữa chúng ta mới phổ biến được. Mạng 4G hiện tại cũng đã đáp ứng đủ, khá là đủ nhu cầu của mình rồi. Tiếp theo nữa nào, thì cái con chip này hiện tại đang là chạy trên GPU Mali G77 MC9 nhá. Mình sẽ để lại cái phần tên để các bạn có thể theo dõi. Nhiều khi thì chúng ta sẽ quan tâm về phần cấu hình nhiều hơn. Thì về Mali G77 thì chúng ta sẽ nhanh hơn 30% so với Mali G76. Rồi, và mình cũng đang mong muốn rằng là MediaTek họ sẽ ra con chip Dimensity 9000, nó sẽ ngon hơn so với con chip Dimensity 1200 này nhá. Nhưng mà thời gian sắp tới thì mình sẽ cố gắng mua cái con K50 ấy, sau đó thì mình sẽ review cho anh em sau. Nói sơ qua về phần cấu hình nào, thì con máy trên tay mình đây đang chạy là RAM 8GB và bộ nhớ trong là 128GB chuẩn UFS 3.1. Còn một phiên bản nữa đó chính là bộ nhớ trong 256GB, thì các bạn có thể chọn phiên bản đó nếu các bạn là người chụp hình quay phim nhiều nhá. Rồi, và cuối cùng nữa nào, đó chính là về thời lượng pin. Thì thực sự cái con máy này trang bị lên viên pin lên đến 5000mAh, các bạn có thể hoàn toàn yên tâm trải nghiệm trong vòng 1 ngày nhá. Việc sạc pin nào thì mình có thể cắm với cái củ sạc 67W có sẵn trong hộp như này, thì các bạn có thể hoàn toàn yên tâm là trải nghiệm về việc sạc pin em nó cực kỳ nhanh nhá. Mình thì cũng có sạc pin em nó khoảng đêm qua với 30 phút thôi là mình đã cảm thấy được rằng là pin lên khá khá rồi, lên đến 60%+ rồi. Và khi các bạn sử dụng ấy thì 67W các bạn sẽ sạc trong khoảng dưới 45 phút thôi là chúng ta có thể đầy pin rồi. Và về việc như này thì nếu mà chúng ta đêm tối đi ngủ và chúng ta quên sạc pin chẳng hạn thì các bạn có thể sáng hôm sau dậy này cắm sạc và sau đó đi đánh răng rửa mặt thì đó thì khi mà các bạn quay vào thì pin của chúng ta đã lên được khoảng tầm 50% rồi. Rồi, và ngoài những cái thông tin mà mình vừa mới giới thiệu cho các bạn thì cái con máy Xiaomi 11T thì chúng ta còn được trang bị là kính cường lực ở phía trước là Gorilla Glass Victus, một trong những kính cường lực mà thế hệ mới nhất hiện tại rồi. Các bạn có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng. Tuy nhiên thì nếu mà chúng ta sử dụng mà chúng ta muốn bán máy hoặc là chúng ta muốn trải nghiệm lâu hơn nữa thì mình khuyên các bạn là nên sử dụng cái cường lực cho mình nhá. Kính nào thì kính thì mình cũng phải nên trang bị một cái tấm kính cường lực. Khi mà chúng ta sử dụng sau này muốn bán lại hoặc là có làm rơi vỡ đi chăng nữa thì chúng ta chỉ cần việc bóc cái phần tấm kính cường lực ra thì nó cũng sẽ ngon hơn rất là nhiều nhá. Rồi, và trên đây là toàn bộ những thông tin nhanh về con Xiaomi 11T này. Nếu có các bạn muốn mình làm những clip nào về Xiaomi 11T thì các bạn đừng quên comment phần phía dưới nhá. Hôm sau thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn những cái clip liên quan đến việc chụp ảnh này và liên quan đến cái việc mà chơi game thì nó sẽ kỹ hơn ở clip sau nhá. Rồi, và bây giờ thì clip cũng đã dài rồi. Nếu các bạn thấy clip hay đừng quên like, share cũng như là subscribe kênh YouTube của Fastcare nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.